Xin chào mọi người. Hôm nay mời mọi người đến với chương trình Cà phê sáng cùng với em Trung Nguyễn SHY của anh chị nha. Đó. Thì hôm nay em quay một lượt con nào mà cà phê sữa đang có là em lôi ra em quay hết luôn. Đó, em sẽ quay chi tiết từng con xe. Biển số ở đâu, tình trạng như thế nào, máy móc như thế nào, nước sơn như thế nào, giá tiền bao nhiêu. Đó, thì em sẽ quay toàn bộ của anh chị luôn, báo giá chi tiết từng con. Đó, thì mời của anh chị tham khảo thử clip này nha. Biết đâu của anh chị mình mà ưa biển số em nào hay là ưa chất xe em nào thì lựa chọn được con. Thì về mình chạy Tết rồi đi cà phê cà pháo mấy cái dòng này nó cũng hay lắm của anh chị. Đó, đầu tiên thì để nói về những cái dòng cà phê sữa này thì chắc của anh chị mình không xa lạ rồi. Dòng này là những cái dòng mà xe mắc nhất cái thời đó, thời điểm đó. Thì tới hiện tại á, thì những xe này mà nó đẹp đẹp á, là em bán giá nó ngoài 100 không à. Đó. Còn những xe này thì nó cũng là chất xe zin. Toàn bộ 7 con này là zin hết, không có con xe nào rớt đầu hết. Đó, 7 con xe đều zin hết của anh chị nha. Thì cái dòng mẫu cũ này của anh chị chạy là đã biết rồi, nó máy móc nó rất là ngon, nó êm hơn những cái dòng mới, chạy nó cũng sướng hơn luôn. Đó, nhưng mà cái form nhỏ này thì nhiều anh chị không thích. Và ngược lại thì nhiều cô chú anh chị mình mà lớn tuổi á, thì lại thích những cái dòng này. Đó, thì em sẽ quay chi tiết từng con để cô chú anh chị mình xem, tham khảo, lựa chọn ha. Đầu tiên thì em này, em phía đầu tiên này luôn. Em xe này á, thì nó là cái số máy của nó là 016 của chú anh chị. 016. Mà phải nói về cái chất xe này thì một cái chất xe cũng rất là đẹp, chứ không phải xấu, trao zin chưa mở. Con xe này của anh chị mình tham khảo theo dõi em đã lâu á, thì có thể biết. Tại vì em có lên clip em chạy từ huyện Tam Nông, Đồng Tháp về tới Sài Gòn. Thì về nhiều của anh chị mình hỏi em là cái xe này ok không em, em có test chưa. Thì cô chú anh chị yên tâm là cái xe này mà em chạy từ Tràm Chim, Đồng Tháp về tới đây, cô chú anh chị mình mua được em xe này thì yên tâm, coi như là em đã test cho cô chú anh chị rồi. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm mà sử dụng ha. Hôm bữa có anh khách ảnh chốt xe này rồi, nhưng mà vấn đề là em mới lấy về, em chưa có dọn rửa gì hết. Em mới nói ảnh là xe em lấy về như nào em bán vậy như thế đó luôn, thì cái giá nó rẻ hơn. Nhưng mà em không có dọn rửa, em cũng không có bảo hành sạc cái xe mâm lửa cho anh luôn. Thì nếu anh ok thì anh lấy thì nó rẻ hơn anh 5-6 triệu. Đó. Thì hôm bữa chốt của ảnh là 72 triệu là em sẽ bao hồ sơ cho ảnh. Nhưng mà em nói thẳng là em không có bảo hành sạc cái xe mâm lửa. Nên là anh khách kêu thôi nếu vậy thì không bảo hành thì anh không mua. Thì em mới nói ảnh là cái giá xe này á, nó rất là rẻ, nó rẻ hơn cái xe, những con xe dưới đây rất là nhiều. Mà chất xe thì nó đẹp hơn những xe dưới đây nhưng mà giá nó rẻ hơn. Lý do là nó biển số tỉnh. Đó. Còn nếu như mà anh chị á, anh chị mình mà muốn mua những biển thành phố thì giá nó cao hơn. Còn em này thì nó rẻ hơn của anh chị nha. Đó. Rồi của anh chị mình mà muốn bảo hành thì xe này hiện tại là em vẫn bảo hành của anh chị sạc xe mâm lửa 6 tháng luôn. Đó. Còn đầu tiên nói về nước sơn là sơn này là mình cũng có làm lại rồi, nhưng mà em bán về cho ảnh là về là nó còn y nguyên như thế này luôn. Mà em chỉ rửa trong thùng thôi của anh chị nha. Đó. Phuộc này thì mình cũng làm mới. Dĩa này thì đợt trước bán cho ảnh là có thay cái đĩa mới luôn rồi, của anh chị về khỏi thay đĩa nha. Nói chung về những cái vỏ nè, đĩa nè, có gì không thay là của anh chị đã đỡ được một phần tiền rất là nhiều rồi. Đó. Cái vỏ IRC còn rất là dày. IRC còn rất là dày của anh chị nha. Về chắc xe này mà để nói mà chạy đường dài thì của anh chị yên tâm. Của anh chị mình ở quê miền Tây mà ở Sài Gòn, Tết muốn chạy về dưới đó là đi vô tư hết nha, không sao hết. Kiểm tra sạc xe mâm lửa ngon lành của anh chị đi vô tư. Tại vì em đã chạy từ Tam Nông, Đồng Tháp, ngay chỗ vườn quốc gia Tràm Chim về tới Sài Gòn, không có vấn đề gì thì của anh chị mà yên tâm mà chạy ha. Xe này thì vô cái khóa chống đoản rồi đó. Và có cái công tắc đèn zin mình chưa có mổ luôn đó. Dàn xám thì cũng còn zin rất là đẹp như thế này, vân là còn y nguyên hết đó. Yên bọng là còn zin hết của anh chị nha. Đó. Số máy là 016, biển số là 66N1 601142. Thì cô chú anh chị mình ở bất cứ tỉnh nào mà mua được em xe này,
thì chắc chắn một điều là giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với của anh chị đi mua mượn xe biển số thành phố đó. Thì riêng em bán lát nữa em báo giá xe phía sau là của anh chị biết là con xe này giá nó rẻ hơn mấy triệu rồi đó. Đây của bô của nó là của bô zin, mình chưa có sơn lại, mâm lửa nó cũng còn rất là đẹp đây đó, của hơi thì cũng còn ok của anh chị nha đó, nắp ba lỗ cũng còn đẹp, máy móc zin chao chưa mở đó, máy móc zin chao chưa mở, thùng ở đây cũng còn rất là đẹp, nhờ anh Hiền mở dùm cái thùng anh Hiền cho anh chị coi cái trong thùng luôn, những xe kia không biết nãy mở chưa, tại vì xe này là bữa chưa quay trong thùng nè, hôm nay thì quay lại trong thùng của anh chị tham khảo ha. Đây bát đồ đây cũng còn rất là đẹp, sạc đồ đây cũng nguyên zin nè đó, IC rồi mâm lửa rồi này kia là nguyên zin hết của anh chị nha, IC nguyên zin nha đó, ốc tán đồ xi cũng còn rất là đẹp, chao chưa mở của anh chị nha đó. Thì con xe này em đang bán giá là 77 triệu cho của anh chị mình mà tìm một cái chiếc xe nhập ý 150 mà cà phê sữa 2009, số máy nó 016 rồi, nó gần hết đời rồi của anh chị. Thì con xe này em bán 77 triệu, em sẽ bao rút hồ sơ của anh chị, của anh chị ở tỉnh, ở thành phố hay ở bất cứ đâu em sẽ bao rút hồ sơ của anh chị nha, ra hồ sơ của anh chị, của anh chị về đóng thuế sang tên, nếu ở tỉnh chỉ có tốn mấy trăm ngàn nữa thôi đó, còn anh chị ở thành phố thì sẽ tốn tiền nhiều hơn. Còn của anh chị mình em vẫn bảo hành sạc đi xe mâm lửa cho của anh chị là 6 tháng đó. Dạ, giá em bán là 77 triệu nha của anh chị nha. Dạ. Dạ rồi. Em đầu tiên biển số tỉnh, em thứ hai em này là cũng nói chung là nhìn sơ qua thì con nào nó cũng giống con nào thôi. Thì của anh chị mình có coi hết clip này á, dự ý biển số hơn xe nào, số máy xe nào thì nói cả số máy lẫn biển số cho em để em biết của anh chị nha. 59D3 25022, đó số máy của nó cũng 016 luôn. Thì cái con xe này á nó cũng là 016 như xe kia, nhưng mà con xe này được có cái là nó biển số thành phố, vỏ sau rồi đây cũng rất là dày của anh chị, ốc lắp rồi đây cũng rất là đẹp. Cái chất xe này thì nó cũng tương tự như con xe trên kia, nhưng mà giá nó sẽ cao hơn tại vì nó mang cái biển số thành phố rồi, của anh chị biết là biển số thành phố nó sẽ mắc tiền hơn, thuế nó cũng mắc tiền hơn những xe tỉnh nha. Đó, xe này zin đầu chưa rớt. Đây mâm lửa đâu cũng còn rất là đẹp, cổ bô cũng sơn zin luôn của anh chị nha. Đó phuộc vô đây nè cũng còn đẹp lắm. Thì những xe mà em bán của anh chị yên tâm là nếu của anh chị không vừa ý món nào cứ alo em, tới nơi xem xe là em có thể xem xét em đổi của anh chị cho của anh chị vừa ý, và cái xe của anh chị về chạy là trong tình trạng nó tốt nhất có thể đó. Thì cái đó là điều mà em luôn cố gắng làm. Con xe này á, thì nó 016, máy móc zin đầu chưa rớt. Con xe này thì em đang bán giá là 86 triệu đó. Để em quay cái thùng của anh chị xem thử là mở thùng chưa, em mở luôn. Đây 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 nữa anh, lát anh gắn luôn cái đó lại em mới. Rồi để anh mở thùng cho anh chị xem. Rồi đây của anh chị đó. Đồ xi nó cũng còn rất đẹp. Nói chung là ốc tán đồ xi là của mình là nguyên zin của anh chị nha, không có xi lại, không có sơn xi. Sơn thì có sơn nhưng mà xi là không có xi lại nha. Đó, sạc cũng còn nguyên zin nè. Đó, sạc cũng còn nguyên zin. Bảo hành cục này 6 tháng của anh chị nha. Đó, máy móc zin đầu chưa rớt. Con xe này như cũng trao chưa mở luôn hay sao. Đó. Thì con xe này em bán 86 triệu. Đó của anh chị nha. 86 triệu. Cho một em 016 biển số thành phố. Rồi em đem đi vòng hết ngoài đi rồi vô trong cho dễ. Rồi em này thì có dán cái mâm đỏ đỏ đẹp đẹp nè. Anh chị mình nhớ em xe này thì có nhớ dán cái mâm đỏ nha. Em xe này là số máy nó 015-9 thì nó cũng như là cái 016 rồi. Đó 015-9 của anh chị. Biển số của nó là 25289. 25289 xe này thì cái yên mình có làm mới là cái da của nó, nhưng mà da vẫn là còn da zin. Tại vì cái mẫu này vẫn còn da zin của anh chị nha. Mẫu kia thì nó không còn. Công tắc đèn là cũng nguyên zin chưa mổ luôn. Khóa zin của nó là còn hai chìa và một chìa khóa phụ thêm chủ trước người ta cắt. Thì tổng cộng con xe này nó có ba cái chìa khóa luôn quý anh chị nha.
hai chìa khóa zin và một chìa khóa phụ người ta cắt sâu đó. Thì con xe này cái xác xe nó cũng rất là đẹp. Đợi em quay vào phần mâm lửa như xem. Thì cái phần ốc tán đồ xi của nó là nó cũng nguyên zin, mâm lửa thì cũng còn đẹp của anh chị nha. Mà cái chất nhôm á thì nhiều con xe nó chạy những cái vùng nó không được ok cho lắm thì cái chất nhôm nó không có được đẹp như những con xe kia. Xe này đóng thùng rồi, không có quay trong được. Xe nào mà mở thì em quay của anh chị xem luôn. Những xe này thì nhờ của anh chị tới, nếu của anh chị vừa ý tới tận nơi là em mở của anh chị xem nha. Đó, tại vì nó gắn ba ốc rồi. Rồi, những xe này là 0159. Số máy là 0159, biển số là 25289. Đó, thì của anh chị nào ưa biển số nào thì ưa biển số này thì đọc biển số 25289 và số máy 0159. Con xe này em đang bán giá là 85 triệu cho anh chị nha. Xe máy móc zin đầu chưa rớt. Rồi tiếp theo là em này. Em này biển số của nó là 20231. Số máy là 0145. 0145 thì nó nằm 208 của anh chị nha. Đó, số máy nó cũng rất là đẹp nè. Phuộc rồi cũng còn đẹp của anh chị nha. Dàn sơn thì toàn bộ những xe này mình cũng có làm hết rồi. Nhưng mà dàn đồ xi nè và dàn thùng là cũng còn nguyên hết của anh chị nha. Đó. Công tắc đèn zin chưa mổ nè, chìa khóa này nó cũng còn hai chìa nè, nhưng mà hai chìa này là hai chìa mình cắt mới nha. Đó. Xe nào nói rõ xe đó của anh chị mình dễ mua dễ bán thôi chứ không có gì hết. Cái này cũng gắn thùng mất tiêu rồi, nãy quên mở rồi anh chị ơi. Cổ bô nó cũng còn cổ bô zin nè, cổ hơi nó cũng còn cổ hơi zin nè, mâm lửa nó cũng còn đẹp, mô bên sườn nó cũng còn sáng. Nói chung con xe này á, thì nhìn vào cái lốc máy thôi, nhìn vào cái số máy thôi thì con anh chị mình, tại sao mà em có hay nói với anh chị mình mà bán xe cho em á là chụp cái số máy cho em xem, tại vì nhìn vô cái này nè nó cũng là một phần để mình biết được con xe nó có đẹp hay không. Như cái con 014 này nè, nó có thể là nó thấp đời hơn cái con 015, 016, nhưng mà cái xác xe nó em cô chú anh chị nhìn vô đây nè là nhìn là thấy biết cái xác xe nó còn đẹp nè, phuộc nó cũng còn ok nè, đó nó có màu nó rất là đẹp. Nói chung cái xác xe này thì nó có thể là đẹp hơn con 015, 016 kia luôn. Đó. Cái xe này cũng là đầu chưa rớt của anh chị nha. Của anh chị có thợ thầy cứ cho thợ thầy của mình tới kiểm tra thoải mái, yên tâm. Đó. Con xe này thì em đang bán giá 014 thì em đang bán giá 83 triệu thôi. Đó. Bô zin chưa sơn. 014, biển số 20231. Xe này đầu zin chưa rớt luôn. Em bán giá 80 nãy nói bao nhiêu quên mất rồi, 87 triệu đó em mới nói xong. Dạ rồi, thì quý chị mình có nhu cầu con xe này thì alo em luôn, 20231 quý chị nha. Rồi em này, em này thì quý chị mình có thể biết con xe này là 117800, số máy em xe này là 015 quý chị. 015 thì cái em xe này á nó là 2009, nhưng mà con xe này thì nó chạy cực kỳ ngon, trao chưa mở mà xe chạy cực kỳ dữ luôn. Bô của nó nè, có gì xem nè, bô bọng của nó nè, còn cực kỳ đẹp, cổ hơi rồi cũng còn zin hết luôn nè, mâm lửa còn đẹp, trao chưa mở, đó, phuộc rồi cũng còn ok lắm luôn anh chị. Còn xe này thì cái máy ngồi lên là chạy tê tái, bảo đảm của anh chị luôn. Xe này cũng còn một cái chìa khóa zin nha, còn một chìa khóa zin, một chìa khóa thì em cắt rồi. Đó. Con xe này em đã chạy từ Mỹ Tho, Tiền Giang về tới đây thì cũng là cái việc bảo hành, bảo trì hay là chạy đường xa có ngon không thì quý anh chị yên tâm về con xe này luôn. Đó, đã chạy từ Mỹ Tho, Tiền Giang về đây nên quý anh chị mình yên tâm, khỏi lo ha. Đó, dàn thùng đây. Xe này là một con xe mà mẫu cũ nó cũng rất là xuất sắc đây. Đó, tuy là nó không có phải là như những xe mà em bán ngoài 100. Ngoài 100 thì những xe nó phải quá dữ rồi. Nhưng mà con xe này cũng là một con xe rất là đẹp trong cái tầm đời này của quý anh chị nha. Đó. Ốc tán đồ xi là rất là đẹp, sạc là cũng nguyên zin luôn. Đó, IC là nguyên bản của anh chị nha. Con xe này trao chưa mở luôn. Con xe này thì ngồi lên chạy á, bảo đảm của anh chị là nó có thể nó ăn đứt những con 2010 luôn. Đó, 17800 cái con mà cái dán cái đèn khói đây nè. Đó, biển số 17800, số máy nó 016. Con xe này em bán 87 triệu. Của anh chị mình có nhu cầu con xe này alo em nha. Xe này là con xe chạy cực kỳ ngon, chạy cực kỳ ngon, ngồi lên chạy là tê lắm, tê hơn 2010 luôn. Chắc chắn của chúng chị là tê hơn 2010 luôn nha. Con xe này phuộc được cũng còn đẹp lắm.
phục trước phục sau rồi cũng còn đẹp lắm luôn anh chị đó. Cốt của nó cũng cốt zin luôn nè đó. Sơn thì cũng có làm lại, riêng con xe này thì cái nồi của nó và cái máy của nó chạy khỏi phải bàn luôn anh chị nha. Em đã đua từ Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho về thì quý anh chị yên tâm về cái sắc xe này. Rồi em này, đầu tiên thì mình thấy của nó là nó còn cái chìa khóa zin nè đó, còn một chìa khóa zin luôn, xe này cũng còn một chìa khóa zin. Công tắc đèn cũng còn nguyên zin chưa mổ. Yên thì hai con này tự dưng đau lọt chúng, hai con này là hai con xe mà lợp yên mới nè, nhưng mà yên của nó là da yên zin luôn nha, chứ không phải lợp da yên lô đâu quý anh chị nha. Đó, biển số của nó là 26614. Con xe này thì được có cái là biển số nó 9 nút nè. Số máy của nó 014 của anh chị nha. 014 thì nó nằm ở cái đời 2008. Đó, 014. Đây, 0148 của anh chị nha. Đó, con xe này là đầu chưa rớt, máy móc zin đầu chưa rớt. Bô bọng nó cũng còn nguyên zin mình chưa sơn. Đó. Mâm lửa thì nó không được sáng đẹp như mấy con kia, tại vì em nó bán cái khác ý của anh chị biết rồi. Có những con xe người ta chạy ở những vùng đất khác nhau, vùng nước khác nhau thì bắt buộc con xe nó phải khác nhau thôi, nó không thể giống nhau được. Con xe này em đang bán với giá là 014 thì em bán giá là 83 triệu cho anh chị nha. Có khi á là em sẽ quên, em không có nhớ rõ cái giá em nói trên clip nó như thế nào, thì nhờ của anh chị mình, nếu mà của anh chị mình ưa xe này có thể nhắn tin qua Zalo của em là cái giá đó, em nói giá đó em sẽ mở lại em coi cho của anh chị mình, em chốt cái giá cho của anh chị mình được nha. Đó thì riêng những xe này á bây giờ của anh chị mình cứ dự ý là alo em tới xem xe, ok hết, thỏa thuận được cái giá, em bảo đảm của anh chị lúc nào luôn những xe này luôn có những cái giá tốt nhất của anh chị chạy Tết. Và hiện tại em đang có một cái bài viết trên cái fanpage là Trung Nguyễn á, thì của anh chị có thể tìm cái fanpage đó trên Facebook là Trung Nguyễn SHI thì nó ra. Trên đó em có đăng rất là nhiều xe mà em đang giảm giá cho của anh chị luôn. Của anh chị mình chạy Tết ha. Đó, IC nó nguyên zin, thùng nó cũng còn rất là đẹp. Riêng xe này thì nó đi cái sạc của cái SHI đời đầu. Đó. Điện nước thì vẫn còn ok, nguyên zin của anh chị nha. Điện là vẫn đầy đủ của anh chị, chạy của anh chị yên tâm. Đó, con xe này 83 triệu của anh chị nha. Đó, biển số 9 nút 014. Rồi, một em đây cuối cùng. Em cuối cùng đây thì biển số của nó là 14628. Số máy của nó là 012. Từ nãy giờ là có con này cuối cùng là số máy thấp nhất rồi nè. Số máy thấp nhất rồi nè, con này 207 nè. Đó, 207, xe là cũng zin đầu chưa rớt. Đó, thì toàn bộ con xe này thì nó còn đẹp quý anh chị. Mâm lửa cũng còn đẹp, của bô cũng còn đẹp ha. Đó, khóa thì nó vô cái khóa vuông chống đoạn rồi. Công tắc đèn thì zin chưa mổ ha. Đó, con xe này gắn thùng mất tiêu. Rồi. Em xe này chốt lại cuối cùng cũng vô tình thôi. Vô tình em số máy đầu thấp nhất, em chốt cuối cùng luôn. Đây là coi như là em út luôn á. Thì em xe này em đang chốt giá nó là 82 triệu. Đó thì toàn bộ những con xe này em đều sẽ bảo hành sạc IC mâm lửa của anh chị 6 tháng, của anh chị yên tâm mà đi sử dụng ha. Em này 016 biển số tỉnh, em này 77 triệu, bao hồ sơ. Em này biển số thành phố 016 86 triệu, bao công chứng. Em này 012 82 triệu, máy móc zin của anh chị nha, bao công chứng. Em này 015 9, em xe này em xe đẹp, 86 triệu. Em này 014, em này 83 triệu. Em này là 014 luôn, em này thì cũng 83 triệu đi. Dạ, 015 em này 87 triệu, nãy em có báo rồi. Thì có thể là lúc nãy em báo nó chênh lệch chừng 1-2 triệu. Của anh chị yên tâm là nếu của anh chị vừa ý em xe nào trong bất kỳ 7 em xe này thì sẽ luôn có giá tốt nhất cho của anh chị chạy Tết. Đó, của anh chị mình vừa ý em xe nào nhấc máy lên alo em nha. Số điện thoại em 0979 570 189. Em là Trung Nguyễn. Dạ, thì clip này cũng là chắc là clip dài á. Thì của anh chị mình đã cố gắng gán lại để xem hết clip này.
thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho em xem clip của em giữa hàng vạn clip rất hay ngoài kia. Thì em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Chào mọi người. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nha. Thì ngoài ra thì trong này em có để cái mục là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý anh chị có nhu cầu phụ tùng xe SH nhập ý 150 và đặc biệt kiều của những chị ấn vào cái mục phụ tùng xe, trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của những chị cần. Thì của những chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em sẽ cung cấp đầy đủ cho những chị, kể cả của những chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của những chị nhé. Của những chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Của những chị có nhu cầu alo em, số điện thoại 0979 570189 của những chị nhé.